Câu thứ hai, một Phật tử nữa có số điện thoại cuối là 2142 hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con có thắc mắc xin nhờ thầy giảng giải giúp con ạ. Đó là hình ảnh tôn tượng Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai trên chùa, trên đường lên trên chùa Tản Viên. Tại sao thầy lại chọn hình ảnh của Đức Phật này ạ? Vì con cũng có cha mạng, nhưng thông tin rất ít. Mặt khác là do có lần con đã gặp hình ảnh Đức Phật này trong mơ, nên con rất muốn được hiểu rõ hơn. Kính xin thầy giải đáp giúp để con, để lòng dạ một Phật tử trẻ được sáng tỏ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi thắc mắc về tôn tượng Đại Thông Chí Thắng Như Lai ở trên chùa Tản Viên, tại sao lấy hình ảnh đó. Như thầy đã nói rồi, ngày xưa lúc đầu không phải là định làm tượng Đại Thông Chí Thắng Như Lai đâu, lúc đầu là định làm tôn tượng Đức Phật Thích Ca đó. Nhưng mà xong rồi thì thầy ngày xưa thì hay tụng kinh Pháp Hoa, ngày xưa thì hay chỉ tụng kinh Pháp Hoa, 4 năm hay chỉ kinh Pháp Hoa. Cho nên khi mà định làm tượng tôn tượng Đức Phật Thích Ca, định hết rồi đó, định hình hết rồi, lên bản vẽ các thứ định hình hết rồi. Nhưng xong rồi một hôm buổi sáng thầy mới tụng kinh Pháp Hoa, thầy mới nhớ lại là 16 vị vương tử, trong đó có Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà và các Đức Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương. 16 vị vương tử ấy đều là con trai của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai khi Ngài chưa đi xuất gia. Và sau này khi Ngài Đại Thông Chí Thắng Như Lai đi xuất gia thành Phật đó, thì cả 16 vị vương tử ấy cùng theo vua cha để xin đi xuất gia. Và sau này tất cả 16 vị vương tử đó tu hành, trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo và đều được thành Phật. Đức Phật Thích Ca chúng ta là vị vương tử út thành Phật ở thế giới Sa Bà này. Đức Phật A Di Đà là anh thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và còn 14 vị vương tử khác nữa cũng đều thành Phật ở khắp trong gì? Trong 10 phương thế giới. Khi thầy đọc đến đó một cái thì tự nhiên có một cái này chỉ có ở trong tâm mình tự cảm mình biết thôi. Tôi nói ra các vị cũng không thể hiểu được. Và ngày hôm sau nữa, đêm hôm đó thì đêm lại đêm tối ngày hôm đó thì buổi sáng thì tụng kinh buổi sáng, thì đêm tối lại thì nằm mơ thấy không biết là tôi không biết là nằm mơ thấy Đức Phật nào, nhưng mà đại khái là gì, là cái hình ảnh của Ngài ngồi theo cái thế như vậy, ngồi trên tòa sen theo cái thế như vậy ở trên không trung. Vì vậy mà sáng ra tôi lại gì? Đến sáng ra tôi là tụng kinh Pháp Hoa. Thế tôi mới bắt đầu lại tiếp tục này, lại có một cái cảm nhận rằng chỗ này nếu mà thờ Đức Phật Thích Ca thì cũng được, nhưng mà Đức Phật Thích Ca mình thờ ở trong chùa rồi, ở các nơi rồi, duy nhất là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai thầy cũng thấy là cũng ngày xưa đi học cũng đi các chùa nhiều, kể cả đến chùa Đỏ là cái nơi mà gọi là đạo tràng của Thiên Thai Tông của miền Bắc của chúng ta. Chùa Đỏ ở dưới bến xe ở dưới Hà Đông á. Đấy, chùa Đỏ bến xe Hà Đông là đạo tràng của Thiên Thai Tông, tức là cái chùa đó là cái chốn tổ của Thiên Thai Tông, tức là Pháp Hoa Tông đó của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà cũng không thấy có thờ Đức Thầy Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Tôi đi một số chùa rồi á, ngày xưa đi học á, 8 năm trời đi học cũng đi á, gần như á, những cái ngôi chùa cổ ở miền Bắc là đi hết rồi. Các tỉnh ở miền Bắc có những chùa cổ là đi gần hết rồi. Nhưng mà cũng không thấy chùa nào có thờ Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Thì tôi mới nghĩ rằng là thầy của 16 Đức Phật ở khắp 10 phương thế giới,
trong đó có Đức Phật Tổ Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của mình. Có Đức Phật A Di Đà là nơi mà mình tu tập niệm Phật để cầu sinh về ở kiếp sau. Đấy. Thế cho nên tôi mới nghĩ rằng vừa nằm mơ thấy cái điểm lành tướng lạ như thế. Vừa là gì? Tụng kinh đó có một cái dự cảm là gì? Khác thường. Cho nên tôi mới quyết định là xây dựng cái tôn tượng Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai đầu tiên và lớn nhất trên thế giới. Tôi nghĩ là đấy chính là pho tượng Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai đầu tiên và cũng là lớn nhất thế giới đấy. Vì ở Việt Nam chắc chắn là không có rồi. Trung Quốc tôi nghĩ là cũng không. Vì Đức Phật này chỉ thấy xuất hiện ở trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật này là Đức Cổ Phật, Ngài đã nhập Niết Bàn đã từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp rồi. Nhưng mà vì sao? Vì tôi nghĩ rằng đây là thầy của gì? Là thầy của thầy mình. Là thầy của thầy mình. Thầy của mình là gì? Là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà có. Còn này là thầy của thầy mình, tức là vừa là gì? Vừa ở đời thì làm gì? Làm cha, ở đạo thì làm thầy. Cho nên thầy quyết định xây dựng như vậy. Thì cái này nó cũng là cái nhân duyên. Cũng là cái nhân duyên. Vì ở núi Tổ của chúng ta mà lại được thờ một Đức Phật là thầy của các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới như thế, thì quả là một điều cũng đặc biệt vậy. Có người bảo rằng thầy hay làm những cái việc mà mọi người chưa nghĩ ra được mà thầy đã làm được. Tôi nghĩ cũng chợt nghĩ đó, cũng có nhiều việc đúng như vậy thật. Có việc nhiều người họ chưa nghĩ ra được mà tôi đã làm được. Người ta chưa nghĩ ra được mà tôi đã làm được rồi. Đấy. Cái này cũng không phải là do tôi tài tôi giỏi ấy, mà là do gì? Chư Phật Bồ Tát các ngài cũng sắp xếp. Mình gọi là các ngài gia hộ, các ngài khai tâm khai trí cho những cái việc làm đó là các ngài sắp xếp. Và mình chỉ là cái người gọi là y giáo phụng hành thôi, chứ mình không phải là người tài giỏi. Tôi không phải bao giờ là người tài giỏi cả. Các vị biết mà, tôi không phải là người tài giỏi tí nào. Đó. Cho nên tôi suốt đời chỉ là một ông sư nhà quê mùa một cục thôi. Đấy. Vì vậy các vị biết, mấy vị giáo sư khuyên tôi đi làm nghiên cứu sinh thạc sĩ tiến sĩ, tôi không dám làm là thế. Vì khi đó tôi mà có học hàm học vị vào thì tôi không phải là ông sư nhà quê nữa thì nguy hiểm. Vì trình độ của tôi là cái trình độ ông sư nhà quê. Chân lấm chân đất mắt tuét, các cụ ngày xưa nói là chân đất mắt tuét. Mà bây giờ mình lại học hàm học vị lại cao hơn cái kiến thức trí tuệ sự hiểu biết của mình thì không xứng đáng tí nào. Cho nên thì mình hãy ngồi yên thế này thì có khi mình lại còn thọ. Mình tham lên một chút có khi mình lại gì lại yểu. Yểu tức là chết non, chết sớm. Đấy. Cho nên biết an phận thủ thường thì có thể còn gì? Còn tốt hơn là chúng ta không biết an phận thủ thường. Đôi khi chúng ta phải biết an phận thủ thường. Đôi khi chúng ta phải gì? Dũng mãnh tiến lên. Nhưng trong trường hợp này thì theo tôi thì an phận thủ thường là tốt nhất. Đây là nói về tôi. Đấy, đây là nói về cái nhân duyên mà tạo tượng như vậy. Còn thì Phật tử này tôi nói về nhân duyên như thế. Phật tử này hiểu như thế nào cũng tùy theo tâm thôi, tùy theo duyên thôi. Sang một câu hỏi thứ ba.